Xin chào quý chú anh chị các bạn. Hôm nay thay tới đây là gì đây? Ở đây là gì quên rồi mày? Đất sông. Đất sông đúng không? Đất sông, đất nông. Đang coi trái nè. Những cái nhánh ở bên kia kìa. Thái làm với anh được 2 năm rồi, 2 mùa rồi. Hôm nay lần đầu tiên đặt chân đi lên đất lấp và đất nông rồi gia nghĩa rồi đi thăm một số khách hàng ha. Lâu lâu rồi. Thì lên đây thì gặp bạn coi trái này, coi trái đi. Trái nó đẹp lắm. Có một điều mà Thái lưu ý hồi nãy Thái nói ảnh là Thái vô Thái coi hết trơn nguyên vườn của anh nha, ảnh tới 2 hectare mấy lần mà trồng cũng nhiều nha, trồng mấy cái cây mà cổ thụ như thế này nè, được 100 gốc. Anh nói em mình mà nói với anh là tiền tỷ năm nay nè, tiền tỷ năm nay, nhưng mà anh thấy coi quan sát hiện tại các bạn coi cái đọt nè, mưa tán xuống cái đọt rất là dữ. Những cái đọt này phải làm cho nó sao các bạn thấy là trái nó lớn rồi nha. Cái trái trên cây nó có thể nha, ví dụ nha, một số cái cây mà nếu mà nó không dinh dưỡng thì cái lượng trái mà nó nuôi như thế nè, ví dụ mà nó nhiều cỡ nào các bạn cũng thấy nó rất là nhanh. Đây nè, cái trái các bạn nó dài đúng không, nhưng mà không nha, tôi thấy Thái làm Thái chỉnh là được nha. Đây các bạn coi trái nè, trái còn rất là nhiều nha. Cây này Thái có nói với ảnh là một cây là 70 trái, 60 trái, 70 trái rồi. Cây này nó già tuổi thiệt nhưng mà nó sao, nó bệnh ha, mình để mình vừa ăn thôi. Nhưng mà một cây này của ảnh á, mình nói với ảnh nếu mà mình cái trái như thế này mà nếu mà anh vừa làm ha, một cây là 7-8 triệu, 10 triệu là chuyện bình thường các bạn ha. Cây tạ thôi, một tạ bây giờ là cũng nhiều rồi ha, nhưng mà mình lấy cố gắng lấy cho anh tạ rưỡi đây nè. Rồi có hai vấn đề mà mình muốn anh giải quyết ngay tại thời điểm này ha, là mình vô mình nhập cái đọt này nha các bạn. Cái đọt này anh chưa vô phân nha, anh chưa vô phân. Bạn thấy nó mở lá này nè ha, nhưng mà ở dưới thì nó không có rụng nha, ở dưới nó không rụng, Thái quan sát nó không rụng. Đúng như cái trái như thế này nè, cái trái này mới 600 gram thôi, thì nó sẽ rụng rất là dữ nha. Mà cái trái này mới chịu rụng, nó rụng ghê lắm. Nè các bạn coi kìa, nguyên cái dàn cây nó đi đọt. Nguyên dàn cây đi đọt, mình hỏi anh tưới gì? Đây nè, các bạn coi cái đọt. Cái đọt này nếu mà bình thường nha, nó rụng, các bạn thấy dữ dội lắm. Thường Thái nói là khi mà nó vừa nhú cái đuôi tôm ra thôi là trái nó đã rút giữa nó cũng là chứ đừng có nói mà như thế này. Mà bây giờ hỏi ra mới biết là sao anh tước cành đã dương rồi. Trời ơi, cái trái này nó bị sâu uổng ra các bạn nè. Anh không chịu xịt sâu, rồi anh không chịu xịt dập sáp nữa, uổng lắm uổng các bạn. Nhưng mà hên là nó còn dư trái nè, còn dư rất là nhiều trái nè. Coi trên cành trên cây này ha, cái cây này nó còn 100 mấy trái lận. Thì Thái kêu ảnh là sao, tỉa trái giùm em đi nè, tỉa trái giùm em đi. Cái thứ nhất phải tỉa mới được, không tỉa là lão mỏng đâu. Rồi bạn, bơ ha, bơ 0.34 à. Trái rất là nhiều nha, cái vườn này trái rất là đã luôn nè. Trái không, trái cành gì không nè các bạn ha. Nhưng mà cái đọt nó đi rất là dữ nha, thì một lát Thái sẽ vô Thái chỉ ảnh một cái bài thuốc để mà sao ảnh dằn cái đọt lại, anh dằn cái đọt lại. Rồi thì Thái có nói với hôm bữa cái tầm quan trọng của cái dinh dưỡng ha. Nè có bạn ơi nè, sâu thấy chưa ha, sâu gẹp sáp nằm trong gia đình thấy không, không chịu xịt, không xịt. Nhưng mà còn rất nhiều trái thì em khuyên anh như thế này nè, những cái trái mà nó bị sâu như thế này nè ha, mình lấy nước mình xịt vô thử coi là nó ăn vô da chưa. Nếu mà nó ăn vô da rồi thì anh bẻ bỏ hết trơn đi, cái cây của anh còn nhiều trái lắm nè ha. Ví dụ như những cái như thế này, như nãy Thái nói là anh Thái chỉ ảnh ra ngoài mua hai dạng cái đọt lại. Rồi Thái nói vậy tầm quan trọng cây đi vuông nè, các bạn biết mà cái thành phần ở trong canh đại dương là nó có chất hữu cơ ha. Và nó có cái fluid, nó nuôi cái trái rất là khỏe ha. Rất là nhiều khách hàng của Thái phản hồi về, người ta nói là khi mà nuôi trái bằng cái canh thiết hoặc cái canh UNX thì cái trái, cái cây nó rất là lực và cái trái nó rất là ngon các bạn ha. Đây ha. Anh nói hồi năm trước thì nó rụng lắm nha, nhưng mà năm nay thì nó sao, năm nay nó rất là ok.
hôm nay rất là ngon, hôm nay rất là nó chạy trái rất là đẹp và trái rất là xanh. Đó. Thì nói chung là mình cũng mừng cho khách hàng của mình ha, người ta mình kêu ảnh thì ảnh làm. Nè, cái trái này anh giật bỏ đây nè, cái trái này bị sâu nè, anh bán không được đâu, anh giật bỏ cho em đi. Ha. Khổ quá trời, mấy trái này nó sâu trời ơi, uổng ghê uổng nè. Nè các bạn. Các bạn nói chung là bây giờ nấu cái kia qua đi, còn lát mình nhắc lại cái này. Cái cành thiết đại dương ha, mình cho anh tưới liều 1 lít là 500 lít nước nha. Mỗi một cái phi á thì mình cho anh thêm vô vài ký NPK. Anh cho giữ cho cái gai trái nó lớn lên. Gai trái nó lớn cho nhanh lên. Đây nè. Trái nè các bạn. Nè, trái nè các bạn. Đào. Ai mà đã từng mua cành thiết đại dương của Thái hoặc mua cành organic, các bạn tưới các bạn sẽ thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt. À, khi chúng ta tưới ha, bây giờ hiện tại là Thái đang cho khách hàng của Thái tưới ha, tưới và tại vì hiện tại nó không có hàng, cái organic cho cành đại dương nó đều hút hàng hết, nên Thái chia ra Thái cho khách hàng tưới ha, tưới là tới thời điểm này các bạn không cần gãy phân ha, dẹp sáp rồi các bạn, không cần gãy phân, không có cần gãy phân nữa các bạn ha, trái hiện tại mới 50 ngày không cần gãy phân đâu, chưa đâu, 60 ngày bắt đầu Thái mới cho thúc phân lên ha, thúc thúc nhanh nha. À, tại vì thường thường á, ở cái miền miền đông của các bạn, miền Tây Nguyên nè, thì nó sẽ tầm 140 ngày nó mới cắt. À, trái nó rất là nhiều, trái rất là nhiều các bạn. Nè, dập đã không? Ha. À, trái này nhỏ thường thường dập sáp nhiều quá là Thái ưu tiên là Thái đập bỏ hết các bạn. Nè. Đó, còn dập sáp này vẫn còn cứu được ha. Cái điều quan trọng là Thái nói nè. Thường thường á là chúng ta có cái kỳ xịt thuốc là từ 7 ngày tới 10 ngày đúng không? Thì mỗi một cử á, ví dụ như cử này là xịt sâu ha, cử sâu bắt buộc phải xịt dập sáp. Các bạn. Trên miền đông á, rệp sáp nó hoành hành dữ lắm, nên chúng ta phải phun. Đó. Các bạn thấy không, cái dốc Thái đang đi xuống dốc, hồi nãy đi xuống dốc rồi tới cái hồ dưới rồi quầy lên trên, rất là đẹp các bạn, rất là đã. Bơ nè, sầu riêng nè, đã lắm. Rồi ví dụ mà các bạn hỏi nè, khi mà cái cành đại dương á, mà khi nào mà chúng ta tưới được, một số cái thằng của Thái dự trữ cành đại dương hoặc cái cành organic rất là nhiều, thì Thái nói nè, cái trái mà tầm 20 ngày là bắt đầu Thái cho chim vô nha, nhưng mà chim liều thật là lỏng nha, đặng vừa đủ nuôi thôi. Còn thấy không? Đó. Bây giờ chúng ta mới can thiệp vô xô tròn trái nặng ký nè, bây giờ bắt đầu Thái mới cho can thiệp xô tròn trái nè, nha. Khi mà cái cây nó cái trái nó nhả đòn ra trơn nè, nha, các bạn, cái trái nó nhả đòn ra trơn ha, thì bây giờ chúng ta mới chim vô cái xô tròn trái nặng ký vô, để làm sao? Để cho cái trái nó bung cái hông ra. Đó. Giờ chúng ta phải làm cái đọt nha các bạn. Nè, làm cái đọt thiệt là gắt, cái trái nó mới đẹp được. Nè. Nè các bạn sẽ thấy. Rất là đẹp. Nè. Đó. Trái này sâu thì chúng ta giật bỏ đi nha, sâu nữa các bạn. Nè, làm. Nè. Rồi. Nè, chúng ta phải nhớ nè, là khi là chúng ta phải ngừa sâu và rệp sáp trước khi mà chúng ta bị. Chứ đừng các bạn đừng có thấy nó, các bạn thấy nó là các bạn thua rồi. Mà thấy nó là các bạn thấy là rất là mệt mỏi. Nè, bên kia các bạn, nguyên cánh đồng, núi bên kia kìa. Rồi, Thái chuẩn bị lên với anh em Đắk Lắk đi. Hôm nay Thái dành 3 ngày cho Đắk Nông rồi. Rồi Thái sẽ lên Đắk Lắk. Còn một số khách hàng, còn rất là nhiều khách hàng, thì Thái sẽ tranh thủ Thái đi luôn cho nó xong. Rồi, ok, hãy coi video anh chị các bạn. Đây là nói sơ về cái cành đại dương và cành organic, cái tầm quan trọng một xíu thôi. Các bạn sẽ thấy Thái không có cần các bạn phải xử lý nhiều, nhưng mà Thái cần các bạn là một hai can để mà chúng ta thử cho một cây, một vài cây thôi là các bạn sẽ thấy cái hiệu nghiệm của nó, cái hiệu quả của nó rất là ok. Trái rất là lớn, trái rất là xanh và giữ trái rất là tốt nha. Ok các bạn, xin chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị các bạn trong các video sau.